những gương mặt nhà vô địch đã lộ diện. Và họ đều đã sẵn sàng để tham gia cuộc đua tài tiếp theo của những người xuất sắc nhất. Những cung đường mới, những thử thách mới đang chờ đón họ chinh phục. Tinh quái hơn, độc đáo hơn, hài hước hơn, hấp dẫn hơn, và chắc chắn sẽ căng thẳng gay cấn hơn. Ai sẽ vượt qua và chiến thắng trong cuộc đua của những nhà vô địch? Tất cả còn là ẩn số. Hãy đón xem bạn được hợp ý cuộc đua của những nhà vô địch mùa thứ hai. Chào mừng hai bạn đến với bạn đừng hợp ý. Arum. Dạ. Đây là lần thứ hai mà Arum tham gia đúng không? Dạ đúng rồi. Lần trước thắng hay thua? Dạ em thắng rồi. Thắng rồi. Lee Arium, cô gái Hàn Quốc đáng yêu, trong sáng, đã cùng thành viên Việt Nam của mình, diễn viên Ngọc Thuận chiến thắng trong hành trình Nha Trang Đà Lạt. Tiếp tục quay trở lại chương trình lần thứ hai với vai trò thành viên nước ngoài, liệu cô nàng sẽ nhập cuộc tốt hơn lần trước? She has been on the show once and she won. Okay. But you participate for the first time, right? Yeah, first time. Wow. Là lần đầu tiên mà Alona tham gia. What do you think? What your partner will be like? I think it's really tall and handsome and good looking, good guy. Okay, okay. Wish you so. Trong thời gian 30 phút, bằng hình ảnh và gợi ý của chương trình cung cấp, thành viên nữ đi tìm nam đối thủ của mình đang cải trang trong làng Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Hoàn thành xong nhiệm vụ được 5 điểm, hoàn thành xong nhiệm vụ trước được 2 điểm. Bây giờ, hãy đi đưa hình của đối thủ. Alana thấy chưa? Đẹp quá luôn. Đây, bây giờ cái này của Arum. Còn đây là đối thủ của Alana. What do you think? Is he handsome? Maybe. I don't know. I'm not sure. Okay, Arum thấy thế nào? Đẹp trai chưa? Đẹp trai rồi. Đẹp trai rồi. Okay. Thế là các bạn nhá. Cứ ngắm vào 30 giây. Sau đó thời gian sẽ bắt đầu nhá. Thì hai bạn cứ nhìn cả hai luôn là họ khác nhau như thế nào. Ready? Ready. Ready. Okay. Thế là thời gian của các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu! Start! Okay. Oh my god. Cho ra đi. Cho ra ngoài đấy nhá. Đi ra ngoài một, kia. Không, đầu đây nguyên. Đầu đây nguyên. Đầu giữ nguyên, đầu giữ nguyên. Rồi, đầu này ra làm tí nhá. Tóc vàng còn chưa? À, đây, đây. À, đừng nhìn, cứ làm bình thường ấy, đừng nhìn. Sorry, can you see tall guy? Thank you.
Mày còn trốn đó. Dạ. David Phạm, chàng diễn viên điển trai, khéo léo, nhanh trí và tràn đầy năng lượng đã chiến thắng trong hành trình bạn đường hợp ý tại đảo Phú Quốc. Điểm mạnh của chàng diễn viên này còn là giao tiếp tiếng Anh rất tốt. Trong những hành trình của các nhà vô địch lần này, chàng trai hoàn hảo có giữ được phong độ của mình. Sorry, I'm looking for guy. No. Vietnamese man. See you. Boy. 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 No, no. Oh my God. Sorry. Is it you I'm looking for? Yeah, it's you. I know. Hi. Hi. Oh, I'll find you. Okay. It's my opposite. It's man who I'm looking for. Yeah. Let's go. Quang Hòa, chàng người mẫu diễn viên thông minh, khỏe mạnh và giao tiếp tốt, đã chiến thắng trong hành trình bạn đường hợp ý từ Phan Thiết tới thành phố Vũng Tàu. Tuy nhiên điểm yếu lại là vốn ngoại ngữ ít. Liệu hành trình lần này anh chàng sẽ tiếp tục thi đấu ra sao? Cảm ơn ba. Vậy là em chính là đối thủ của anh rồi. Dạ. Em là đối thủ của anh rồi. Đối thủ của em. Ừ, đúng rồi. Em thấy anh rồi. Thấy đâu? Ở đây. Phải không? Phải. Không phải anh đâu. Ở đây có. Đẹp trai. Cảm ơn. Em còn mở cái này ra cái đã. Báo. Wow. À, nhiệm vụ. Bạn hãy bí mật đánh lừa. Ok. Nhiệm vụ này khó với anh quá. Nhưng mà chỉ mỗi một mình anh biết thôi. Nhiệm vụ của em là bây giờ em khui kẹo cho em ăn á. Mình ăn hết. Ăn một miếng thôi à. À, để mở cho. Dạ, được rồi ông. Em phải là giúp anh mới ra khỏi chỗ này được. Ngon không? Tên mời ông. Mời bà. Ông à, con đã làm xong nhiệm vụ rồi. Coi như cái này là con biếu ông đời uống nước trà với con. Không, một chút xíu tình cảm với ông à. Chút xíu tình cảm cho nó lấy thảo xíu. Cảm ơn ông. Dạ. Con chào bà. Còn nữa, khoan nữa. Ủa? Vậy nè, phải chứng minh được là em tìm được anh. Ngồi xuống đây, anh đẹp quá. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Là làm mấy kiểu hình, đây đây, đưa tay đây. Tay đây. Thế hả? Ừ, cầm tay không? Tại sao? Là giống như là để chứng minh là em đã tìm được anh rồi á. Thôi. Không, cái nữa thiệt mà. No. Em mới giúp anh mới được chứ. Ok. Thưa chị. Dạ. First, we kiss. Your hand. Okay. Hi. We are shooting a picture. Okay. Together. Okay. We are left. You can left. Stay left. Yeah. Nice. I'm left now. Liza hurt. We edit hurt. Oh. Okay. Yeah, okay. Okay. Hey, you are my partner. Don't do it with him. No, I don't know you. What? I like this man. Don't eat anything. Don't eat, please. I don't hear you. Sorry. Come on, you are my partner. No. Come on. And we eat together. Listen to me. Don't eat. Don't eat anything. Don't do anything. Just. So what do I need to listen do? Listen to me. Okay. You are my partner. Okay. Yeah. Sure. I need. You not have a score. Anh Hòa ơi, mà nên ép người ta là cái gì?
So what I need to do? Just keep your mind. Okay. Don't do anything. Don't do nothing. Yeah, do nothing. Okay, I just stay. Yeah. You want to eat? No, thank you. I'm not hungry. Huh? You want to try? Where is Swiss? Sorry. Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với Bạn Đừng Hợp Ý. Hôm nay mình tiếp tục vòng so tài của những nhà vô địch. Hai diễn viên Việt Nam rất là đẹp trai. David giữ một phong bì và một hộp kẹo. Dạ. Hòa cũng thế. Ok. Khi nào họ tìm được cái bạn ăn lúc đó, mở cái phong bì này. Ok. Tôi sẽ biết tại sao anh tặng kẹo cho cái bạn. Nhiệm vụ dành cho các thành viên nam. Bạn hãy bí mật đánh lừa, khiến đối phương bị thực hiện các nhiệm vụ sau đây để lấy điểm thưởng cho đội mình. Nếu cầm được tay đối thủ theo kiểu đàn ngón tay sẽ được 1 điểm. Nếu chụp hình cùng đối thủ theo kiểu hai người cùng vòng tay làm một trái tim trên đầu, hoặc mời được đối thủ ăn một chiếc kẹo rồi Ninh Bình được thưởng thêm 1 điểm. Em ăn này không? Ăn rồi luôn. Rồi. Ăn đây luôn rồi. One point. Ok. Bị lừa. Lừa đảo. Okay. Lừa đảo đấy. Không phải, bắt buộc. Nếu như anh không làm được cái đó là anh không ra được chỗ đó. Cho nên anh phải nhờ em. Chứ đâu phải là anh ép em đâu. Đúng không? Nhưng mà Adi cũng thấy là Quang Hòa nắm tay với Alona sau đó chụp hình chạy tim đúng không? He's not good man. Not a good man. Ở Hàn Quốc người lạ đến với Aaron và bảo là nắm tay. Ở thì sao lại nắm tay với David? Really? The time. David thấy Aaron như thế nào? Oh, you two are so lovely. Oh, my little girl. Oh. Thôi. Alona. What do you think about Hua? I think my man is better. Your man is better. Yeah. Oh. My man is better. Cả hai bạn đều tìm được đối thủ của mình, thế là 5 với 5. Aram đã tìm David Phạm được trước, được cộng 2 điểm, thế là 7. David đã nắm tay và Aram đã mời Aram ăn kẹo, thế là thêm 2 điểm nữa. Quang Hòa nắm tay với chụp hình trái tim là 2 điểm, thế là 7 điểm và 9 điểm. Okay. Sau nhiệm vụ đầu tiên. Trước hết, đưa cho Hoa về David. Mọi bịch kẹo. Đấy là kẹo gì? Và bánh cu lơ. Giờ mời Quang Hòa đọc nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này. Trong thời gian quy định 30 phút, bằng một vật chương trình cung cấp, hai đội đem đổi các món đồ theo thứ tự được quy định như sau. Mỗi nhà chỉ được đổi một món. Mang bánh cu đơ đổi lấy đôi quang gánh. Mang đôi quang gánh đổi lấy cái chày. Mang cái chày đổi lấy con chó con. Mang chó con đổi lấy con gà trống. Mang con gà trống đổi lấy trái banh. Mỗi món đồ đổi đúng thứ tự được 1 điểm. Đội hoàn thành và về đích trước được 2 điểm. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Let's go. À, con chào bà. Bà có đo quăng gánh không? Có thể cho con mượn đỡ. Quăng gánh á? Dạ. Không có. Ở đây có chỗ nhà nào còn không bà? Ở đây không ai người ta gánh gồng gì ở đâu. Vậy hả? Ừ. Dạ, con cảm ơn bà. Ừ. Ở đây không còn ai gánh gồng nữa hết, làm sao mà có đây? Bà cháu đang làm chương trình quay phim cô. Cô nhà có nhà mình có cái con gánh không? Có con gánh ấy, gánh ấy. À, có không cô? Giờ bà về nhà nào có quang gánh trời trời. Dạ, con chào bà. Dạ, bà có cái mà cái quang gánh á. Quang gánh là gì? Dạ, con chỉ đã chụp hình rồi xong con trả lại thôi hả? Đây, bà này có. Không gai gánh gì, chứ giờ già thì chẳng gánh cái gì. Có quang. Vậy cho con mượn hai cái quang đi rồi xong rồi con sẽ tìm cây con làm quang gánh. Dạ. 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 Bà hôm nay nhiêu tuổi rồi bà? 30. Wow, bà khỏe thế. Chúc mừng bà luôn luôn nhiều sức khỏe. Nhà mình có đôi quang gánh không bà? Cho con mượn. Con đổi cho con mượn thì con ta gửi bà tặng bà kẹo. Yeah, có rồi. Con thấy rồi. Ở trên cùng kìa. Đấy, trên cùng rồi. Đây là đôi quang gánh, không có ai xài nữa, chỉ còn là quang gánh như thế này thôi, không thể là quang gánh nguyên bản được. Cảm ơn.
con gửi bà cái này để bà uống nước trà với con. Một tí xíu sau con sẽ quay lại con gửi lại trả cho bà cái này. Dạ. Ấn cho nó đều quá. Dạ, vâng ạ. Con cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Ông ơi, con làm phiền ông một lần nữa thôi. À, ông cho con, ông có cái chày không ông? Cái chày để giả gạo hoa đâm cái gì cũng được. Chày bé, không có chày to. Dạ cũng được, dạ. Dạ đúng rồi, cái chày. Con sẽ gửi cái này lại đây. Bà ơi, cho con mượn cái chày giả gạo không bà? Dạ cô cũng được ạ. Để con gửi đôi gánh đây, lát nữa con quay lại con trả bà bên nhà bên cạnh. Chày. Not here. Cô à, nhà cô có chó con không vậy cô? Chó con á, chó con á. Chó con á, nhỏ ẩm được á. Cô có thể cho con mượn chó con chụp hình tí xíu anh lại con trả cho cô được không ạ? Một chút xíu thôi, con bảo đảm luôn. À, con chó nó lớn quá cô à. Chó con á, chó nhỏ á. Vậy hả? Nào chó to đánh con voi. À, sao mà? Dạ con chào các cụ. Dạ cho con hỏi là nhà mình có chó con không ạ? We have a 10-year-old. Ok, thank you. Cô ơi, con đang quay chương trình, nhà mình có chó con không cô? Con mượn tí à? Ngoan nha chó nha. Con xin phép con mượn con chó con cho cô. Con chụp hình xong con quay trở lại con trả cho cô. Dạ. Con làm ơn giúp con ạ. Con bắt nó ra giùm con không? Một con nào cũng được chứ, chỉ cần là chó con thôi à. Get it. Oh my god. Oh yeah. Con sẽ trả lại cho cô sau ạ. À, cô giữ giùm con cái này, lát con lại con đổi lại cho con. Cảm ơn cô. Give me. Oh, so cute. Cô ơi, chị ơi, con đang quay chương trình game show ấy bà. Thì cho con mượn cho gà trống tí, con để con chó lên chút. Con gà trống ạ. Con gà trống ạ. Con cảm ơn cô ạ. Có gà trống không vậy bà? Con gà. Don't worry. You're so little. Bà cho con mượn con chụp hình xong con trả lại cho bà, giống như lần trước như vậy á. Con vô con bắt thôi, con vô con bắt luôn á chứ không có thả đâu. Con vô được hả bà hả? Okay, dạ. Already here. Take it. We will change you. We will change you. Hmm? Oh, so we need to leave puppy. Dạ không, con mượn thôi. Bà ơi, con làm phiền bà ẩm con chó lại đây giùm con á. Dạ ngồi. Ấm là gì? Ấm là đi làm về làm thử cơm đây. Ấm đi. Dạ. Dạ không có ấm. Cho con gửi nó trong nhà tí xíu thôi. Con sẽ trả lại con bác nó trả cho con. Chút xíu thôi. Dạ. Bộ, where? Bộ. Maybe here. Kids here, no? Kids here. Dạ. Con chào bà. Bà ở nhà mình có trái bóng để đá không bà? Hả? Trái bóng để đá bóng á. Bóng á. Bên đây không ạ? Dạ cảm ơn. Em ơi, có mượn quả bóng không? Cho chưa? Chú mượn quả bóng. Có không em? Em thì trong nhà không có. Không có à? Ờ, cảm ơn em. Cảm ơn cô ạ. Cháu qua nhà khác cháu mượn. Có không? Cháu mượn ạ. Chú mượn. Mượn rồi, mất rồi. Áo anh. Còn bóng đá. 5 4 3 2 1 Hết chưa? Hết rồi, thôi ok. Welcome man. Wow. Luôn thế. Đổi 5 lần, thế là 5 điểm. Đúng rồi. Ừ. 4 lần là 4 điểm.
David với Alana mà đến trước thì là được thêm 2 điểm, thì là 5 với 2 là 7 về. Còn Quang Hoa 5, về 4. Chỉ 4 điểm thôi. 4 điểm. Sao? Cái điều khó nhất ở trong thử thách này là cái gì? Thực ra người dân ở đây rất là thân thiện nên là mà đổi hỏi các cô mà có các cô nhiệt tình đổi luôn. Cái quan trọng là tìm không được nhà nào có quả bóng hết. Đó, tìm rất lâu rồi. Thế là David tìm được quả bóng ở đâu? David chạy hết một vòng làng hỏi nhà nào có em bé. Tại vì người lớn không chơi bóng nữa mà chơi con nít mới chơi bóng thôi. Hello. Dạ ba. Cho phép con đổi. Con mượn cái banh và giữ con gà, lát xíu sẽ trả lại cho ba. Dạ. Dạ. Giúp con cái đi. Yeah, let's go. Không, con xíu anh lại. Con trả thôi. Dạ, con trả thôi. Ok, let's go. Mới bóng con trả lại liền, con trả lại cho ba 5 phút. Thế là bây giờ mình trả đồ, sau đó mình ra sân bóng đá. Ok. Bây giờ các bạn đã hiểu vấn đề tại sao anh đi bắt các bạn tìm được quả bóng đá đúng không? Ừ. Đây, David. Ok. Hai đội thi bóng luân lưu phối hợp nam và nữ. Trong đó, nam 3 trái, nữ 2 trái theo quy định, nam đá nam bắt, nữ đá nữ bắt. Đội chiến thắng sẽ được 2 điểm. Ai sẽ đá trước, ai sẽ đá sau? Hòa đá trước hoặc là David đá trước? Yeah. 1 2 3, 1 2 3. 1 2 3 đi. Two hot goal nhé. 1 2 3. Yes. Hòa bắt gôn. Đá trước, đá trước. Đã. Rồi, thế là bây giờ May David vào vị trí, Hòa vào vị trí. Ole, 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 ole. Anh ơi, qua đây nhá. Tập trung. Thế là lượt đầu tiên của okay, David Phạm. Quang Hòa đón David Phạm đá. 3, 2, 1, xin mời. Còn quá không đỡ được. Cố lên. Lượt đầu tiên của Quang Hòa đã David Phạm đón. Không vào. Quang Hòa. Đây là xin mời Alona đã Aram đón. Đứng luôn trên, đứng luôn lên. Ok. Rồi. Aram cố lên. Ok, bình tĩnh bắt đây, Aram. Go. Yes. Aram sẽ đá. Alona đón. Cố lên Aram. Rồi. Xin mời. Đá. Đá thật nha. Focus on the ball. Don't look behind. Đá. Rồi. Xin mời. Vào. Và ai? Từ đây vi phạm. Cố lên, Aram. Em cố gắng. Rồi, đến lượt thứ hai cuối cùng của Alona. Alona đã, Aram đón. Start, go. Yes. Vào. 4-2 từ đây vi phạm. Lượt cuối cùng của Aram. Cố lên Aram. Rồi, bây giờ là kết quả là 4-2 cho David Phạm. 3, 2, 1, đá. Just focus. Không sao, cứ đá đi, bình tĩnh. Không vào rồi. Đây là hết. Ai go. Thế nào cũng là David và Alona đã thắng rồi. Thì bây giờ David và Alona có bao nhiêu điểm? 16, vì 14 cộng 12 là 16. Còn Quang Hoa với Aram vẫn là 13. Chính lệch nhau 3 điểm rồi. Hoa đi làm sao đây?